Tư, mày ở đây với cô nha, để bà đi nhận phòng. Dạ. Con một mình một phòng riêng em á. Còn ở với má mà. Con muốn ở riêng, con thấy mệt, muốn được nghỉ dưỡng. Được rồi, để má mướn thêm một phòng nữa. Còn con ở đâu vậy bà chủ? Mày cũng ở một phòng. Dạ, con một mình một phòng luôn hả bà chủ? Tôi ngồi đi. Dạ thôi, cô chủ ngồi đi, tôi đứng được rồi. Người ta ở xa hơn, vậy mà đến trước mình nữa đó. Coi bộ họ còn nôn hơn cả mình nữa. Nè, bây giờ tụi mình lên phòng nghỉ ngơi một chút, sau đó sửa soạn thiệt là đẹp, rồi ra cặp mặt rồi chào hỏi người ta nữa nghe. Ủa, chồng của chủ tới rồi hả bà? Đẹp hơn thầy Phan không bà? Mày mà còn hỏi nữa là biết tại tao nghe chưa? Dạ. Đương nhiên là phải đẹp hơn gấp trăm lần rồi. Mình đi con. Nấu cái gì mà lâu vậy má? Con đói bụng quá à, kêu mấy đứa ở đợi làm nhanh đi. Con ráng chờ khách một chút nghe không? À, tới rồi. Khách quý đứng lên chào. Chào chị. Chào chị. Mời chị ngồi. Dạ, cảm ơn chị. Như đã nói với chị, đây là con trai của tôi. Cháu tên là Thiện Lương. Chị thì là khéo đặt tên con. Tên vừa đẹp lại có ý nghĩa nữa. Con gái chị tên Hạnh Thúy cũng đẹp quá mà. Dạ, dạ thưa bác, nàng Hạnh Thúy đâu rồi? Cái gì? Dạ, con kiến, con kiến. Dạ xin lỗi chị, cũng xin lỗi con nha. À, em nó hiện giờ đi đường bị say xe, cho nên vẫn còn đang nằm trên phòng đó, chưa có dậy nổi được. Đợi khi nào em nó khỏe khỏe lên chút xíu nữa sẽ xuống dưới đây chào chị và chào con nha. Vậy hả chị? Tôi không thấy cháu đâu nên tôi cũng thấy lo. Con trai tôi nó cũng nóng lòng muốn gặp mặt cháu cho nên mới buộc miệng hỏi như vậy. Dạ. Con hôm nay mày đặt gọi nàng nữa. Con nói y như tụ mà. Không giận nghe, còn giỡn thì là có duyên đó. Dạ phải đó chị. Con trai tôi á, nó coi trọng việc gặp mặt hôm nay với chuyện kết hôn, cho nên á, nó mới buộc miệng hỏi như vậy. Chứ con trai tôi nó biết nghe lời và cháu ngoan lắm. Nghe chị nói như vậy là tôi vui lắm. Con rể mà biết coi trọng, có trách nhiệm với chuyện kết hôn nè, cũng như là lập gia đình, chắc chắn là con gái của tôi sẽ rất là hạnh phúc đó. Dạ. Ủa má, đồ ăn đâu rồi? À, con trai hay thiệt. Con còn biết bắt đói nữa hả? Công nhận nha, con trai của chị chu đáo thiệt đó, lại biết chăm lo cho người lớn nữa. Nè, gọi món đi con. À, cảm ơn chị đã có lời khen. Chứ con trai tôi á, lúc nào nó cũng nghĩ tới người khác trước tiên hết á. Tại... Dạ, con mũi nó cắn cậu kìa. Cậu, nói gì đó đủ rồi, đừng nói nữa. Đây là người hầu của con trai tôi, sau này cũng hầu luôn cho vợ chồng nó. Dạ bà. Ôi trời, người hầu mà lịch sự là đẹp trai nữa chị ha. Thúy à, mở cửa cho má đi con. Má mang đồ ăn cho con nè. Thúy, con có nghe không? Mở cửa cho má đi mà. Không lẽ con định để bụng đói vậy rồi đi ngủ luôn sao? Hả? Con còn mệt lắm, con muốn được ngủ thêm. Con phải ăn một chút gì chứ, để bụng đói vậy sao mà chịu nổi hả con? Con có kêu anh bò chuẩn bị bánh với sữa cho con rồi. Hay là con mở cửa cho má vào, má nhìn con chút xíu thôi cho an tâm. Con đã nghe lời má, theo má ra đây rồi, má còn muốn gì nữa? Bây giờ tâm trạng con không được thoải mái, con
không muốn gặp ai hết. Con à, vậy ngày mai á con xuống ăn cơm với mọi người nha con. Bây giờ con chưa hứa, ngày mai con khỏe thì sẽ tính. Được rồi, sáng mai á má sẽ ghé rồi cùng con xuống với mọi người nha. Vậy má cũng về nghỉ đi, con muốn được yên tĩnh. Cảnh ở đây đẹp quá chị ha. Dạ, cảnh thì đẹp nhưng trong lòng tôi á thì không thấy vui, cho nên tôi mới mời chị ra đây để nói chuyện riêng. Dạ, có chuyện gì chị cứ nói, tôi xin nghe. Chị cũng biết mục đích của chuyến đi này là gì. Sao tới giờ chị chưa cho con gái chị gặp mặt con trai tôi vậy? Nếu như có chuyện gì thì chị cứ thẳng thắn nói với tôi, vì tôi cũng không còn thời gian ở đây lâu nữa. Chị cũng biết đó, con gái của tôi đi đường nó bị say xe, rồi sau đó nó bị trúng gió, cho nên là hiện giờ vẫn còn đang nằm trong phòng đó, chưa có dậy nổi. Không lẽ chỉ vì say xe trúng gió mà chuyến đi này trở thành vô nghĩa hay sao? Tôi cũng đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng hết rồi, vì thấy bên chị cũng có nhã ý, giờ coi như mọi chuyện nó dở lỡ hết trơn. Thiệt tình là con gái của tôi nó bị bệnh, nó xuống sắc quá cho nên nó mặc cảm, sợ là con trai chị gặp rồi chê nó cho nên nó không dám gặp là vậy. Tôi cam đoan với chị là không có chuyện đó xảy ra. Dạ, tôi cũng đã nói chuyện với con gái của tôi. Tôi nói là gia đình của chị là một gia đình đàng hoàng, gia giáo. Cậu Lương là một cậu trai hiền lành, ý chang như là cái tên của cậu vậy. Nhưng con gái tôi lại nói là đàn ông con trai bây giờ rất là đam mê sắc dốc, nên rằng là con gái của tôi nó không dám gặp khi mà mặt mũi nó vẫn chưa dễ coi. Tôi xin chị ráng chờ con gái tôi một chút xíu nữa để tôi nói chuyện lại với con tôi nha chị. Tôi thấy chờ chị nói cho con gái chị siêu lòng thì chắc cũng lâu lắm. Thôi thì nếu như chị cũng có nhà ý mong muốn cho hai đứa nhỏ nó thành đôi giống như là mong muốn của gia đình tôi, thì tôi nghĩ mình chỉ có cách tương kế tụ kế thôi chị ạ. Ý chị là sao? Tôi không biết nói ra cách này chị có đồng ý hay không, có gì mạo phạm thì mong chị bỏ qua cho. Xin chị cứ nói, chỉ cần là chị đảm bảo hai đứa sẽ thành đôi, chuyện gì tôi cũng sẽ đồng ý với chị hết. Quả là từ thằng con trai cưng của bà đó, nó làm ăn sao bây giờ phá sản luôn rồi. Trời ơi, vốn liên tiền bạc tiền ngân hàng tôi với bà giao cho nó làm tiêu hết rồi. Bây giờ nó chỉ còn lại mấy cái cửa hàng buôn bán nhỏ, tôi với bà chỉ sống qua ngày thôi, còn bao nhiêu là tiêu tan hết rồi. Mẹ, con xin lỗi má, con đã gây ra sơ lỡ quá lớn, con không thể phụng dưỡng ba má được, ba má tha cho con trai tôi. Xin lỗi con. Con phải làm dâu gia đình này mới mong cứu vãn được tình thế nhà mình. Dậy cậu, gì vậy, mới ăn cơm chiều xong mà giờ cậu nằm ngủ rồi?
kêu tôi ra đây gặp người đẹp. Không thấy đâu, tao thấy chỉ có một bà già. Ý trời, trời ơi, mấy giờ tương lai mà cậu gọi vậy sao đặng? Tại cô Thúy cổ mệt cho nên là cổ chưa gặp cậu được thôi. Nhưng mà cổ ra sao mà kể tao nghe coi. Tôi đâu có biết đâu. Tôi chỉ biết là phòng cổ cách phòng mình chắc khoảng 5 phòng gì đó. Chưa có gặp sao biết được. Bắt tao học bài rồi chết nữa. Thì bây giờ cậu học bài rồi, không sai lúc này thì mình sai lúc khác. Ê, nhưng mà cậu bỏ qua đi, có cái này vui lắm nè. Tiếng gì vậy? Uống rượu. Khuôn mực ở đây ngon lắm nghe. Rượu ở đây ngọt, không có đắng. Uống rượu hả? Dạ. Nào giờ tao mày đâu làm chuyện này đâu. Thì nào giờ không làm, bây giờ mình mới làm. Chứ để mình chết xuống dưới ông phủ mà không có biết rượu ra là sao. Người ta nói mình là con ma không biết uống rượu đó. Mày chù tao chết hả? Không có, con nói chơi. Đừng thách tao nha. Mà đắng tao không uống đâu đó. Không, rượu này ngọt. Người ta nói vậy đó. Mình uống thử đi. Ừ. Quý khách ơi, quý khách, nước sôi quý khách ơi. Ai đó? Dạ nước sôi ạ. Quý khách cho xin lại bình cũ ạ. Đợi tôi một chút. Má, con đã xin má cho con được yên rồi mà. Má có làm gì ồn ào đâu. Má chỉ muốn gặp tâm sự với con thôi mà. Bây giờ đầu óc con đặt sệt ra. Con không có muốn nói gì mà con không muốn nghĩ gì hết. Thì làm sao mà con tâm sự với má hay là nghe má tâm sự đây. Khó cho con quá à. Má biết là khó cho con. Nhưng mà má muốn con xả hết đi. Xả hết cho nhẹ lòng. Má cũng đỡ khổ tâm nữa. Má à, mọi chuyện má đừng có để trong lòng nữa được không má? Con cần thêm thời gian. Con muốn quên hết mọi chuyện. Chứ bây giờ má kêu con lập tức trở lại bình thường, làm này làm kia cho má, làm sao con làm được đây má? Má biết là khó cho con. Nhưng mà má cũng mong là con hiểu được nỗi lòng của má. Ba má nào cũng muốn cho con cái của mình á sống thật là sung sướng. Sung sướng cả đời con biết không? Huống hồ chi con là cành vàng lá ngọc của má. Sống chết gì má cũng phải làm sao cho con sống trong nhung lụa, trong giàu sang. Con hiểu cho má không con? Con hiểu. Cho nên là bây giờ con đâu có trách má nữa đâu. Nhưng mà lòng con muốn mà tim không chịu nghe lời. Má, cho con thêm thời gian đi má. Má biết, má biết là con cần thời gian. Nhưng mà thời gian không đợi chờ mình đâu con à. Nếu như má không gấp rút thu xếp chuyện này á, lỡ như mà chuyện anh con làm ăn thất bại, nó dở lỡ ra ngoài, không có gia đình danh giá là muốn ngồi xuôi với ba má hết, lúc đó đời con sẽ ra sao hả con? Chứ bây giờ con phải làm sao đây hả má? Con cũng cố gắng lắm rồi, nhưng mà khó lắm má. Giờ lòng má tan nát. Má lo lắm. Má lo muốn phát bệnh luôn đây nè. Vô. Mời cậu. Ngọt ha. Ừ. Ngon quá cậu ha. Khô mực ngon mày. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Khô mực này nó sẽ còn ngon hơn nữa nếu như á vừa ăn dũng. Cậu không tin hả? Cậu thử đi. Hả? Thiệt mà, ngon lắm. Hết liền hả cậu? Mời cậu. Ngon. Má mang theo rượu nè, ức phô mai nữa. Má con mình á uống
uống với nhau để giải sầu nghe con. Má biết uống rượu hồi nào vậy? Cũng mới đây thôi ạ. Mỗi lần mà má buồn má không ngủ được á, má lén lấy rượu của ba con uống để mà ngủ đó. Má cũng làm vậy nữa hả? Nhờ vậy má mới biết con cũng làm y như vậy mà. Đúng không? Hồi nãy con đi lấy ly nha. Ừ. Cậu cũng với tôi. Cậu cũng hoài á. Bộ cậu sợ thua tôi hay gì? Tao mà sợ mày hả? Tao cũng mày tới sáng luôn. Cái này cậu nói nha. Ừ, uống cho sai luôn, giống như ba tao á, xong vô hòm nằm luôn. Nói gì bậy vậy cậu? Vô mày. Vô. Luôn say. Vô. Vô. Má. Má đây. Con thương má nhất trên đời luôn á. Má cũng thương con lắm. Hai có trong đó không? Từ, xuống lấy chìa khóa phụ cho bà. Dạ, con đi liền. Cậu Hai ơi, cậu Hai có ở cổng không cậu Hai? Cậu ơi, chìa khóa nè bà. Mở đi con. Dạ. Được rồi, hai con đi ra ngoài đi. Khi nào cần, bà kêu mới được vô nghe chưa? Dạ. Dạ. Về đi con. Đi con nghe lời má. Lương à, về đi con. Về đi con. Lương. Về nè. Mau dậy đi con. Mau dậy nghe lời má nhanh lên. Về đi. Dậy. Huy. Huy. Dậy. Tại sao lại ngồi trên giường của tôi? Không có.
mặc đồ vô đi, có chuyện gì thì nói sao. Con mặc đồ vô rồi từ từ mình mới ngồi nói chuyện với nhau được. Đi con. Con nói thiệt mà, con không biết gì hết, không nhớ gì hết đó. Nhưng mà con không có qua phòng của cô đó thiệt. Má biết rồi, má không có la con, nhưng với con gái người ta như vậy là thiệt thòi. Hơn nữa ba má cổ đang giận dữ lắm á. Vậy con qua xin lỗi người ta nha. Con xin lỗi kiểu gì thì người ta cũng không có nguôi giận đâu. Nhất là ba cô Thúy á, ổng giận dữ lắm. Mà nè, không chừng á, ổng cho má con mình ngồi tù đó. Thôi, con không ngồi tù đâu, con không ngồi tù đâu. Vậy thì á, con phải nghe lời má. Con nghe lời má, con nghe lời mà. Ừ, con phải kể hết chuyện con làm với Thúy ra. Nhưng mà lúc đó con ngủ mất tiêu rồi, không nhớ gì đâu, sao con kể được. Thiệt tình là không nhớ gì hết trơn luôn á hả? Không, không nhớ gì hết. Nhưng mà con nói vậy người ta đâu có tin con. Vậy con phải nói sao người ta mới tin? Thì con phải nói á, là con làm con Thúy giống như là thằng Tấn nó làm với con gái vậy đó. Hả? Con đâu làm vậy đâu. Có, con có làm, tại con quên đó. Con có làm thiệt hả? Có, không có làm sao hai đứa không mặc đồ. Ôi, chuyện này đầu đuôi ra sao? Kể tôi nghe, không thiếu một chữ. Má, con không biết gì hết á. Con này dữ quá, con sợ quá. Con không cần phải sợ, có má ở đây rồi. Chứ con phải nói thiệt thì má mới biết đường mà giúp con chứ. Nhưng mà nói thiệt là nói cái gì? Thì nói hết những chuyện hồi nãy con kể cho má nghe đó. Nói hết luôn hả? Ừ. Xin ông đừng có giận nữa. Con đã nhớ hết mọi chuyện rồi. Nhớ sao? Con vô đây đi. Ê thằng Thành, vô đây với tao. Dạ. Thúy, vô đây ba mặt một lời, đầu đuôi câu chuyện như thế nào làm sáng tỏ một lần. Anh mời Thúy ngồi. Dạ, chào chị. Ngồi đi con. Cảm ơn cậu. Dạ con mời. Mời chị. Em muốn nhìn mặt ông không? Hai muỗng nha. Tại vì anh uống cũng có hai muỗng à, cho nên anh muốn kem giống vậy. Bây giờ xin phép tôi nói trước, tôi là người mới ra đây, bà nhà tôi đã nói tôi nghe hết rồi. Bây giờ tôi muốn nghe hai người trong cuộc kể lại cho tôi nghe câu chuyện là như thế nào. Thành. Dạ.
con là người ở chung phòng với cậu. Con kể hết tất cả mọi chuyện xảy ra đêm qua. Dạ thưa ông bà, dạ tối đó con với cậu uống hết chai rượu, rồi sau đó cậu lên giường ngủ, còn con thì ngủ dưới đất. Tới lúc mà bà vô kêu thì con mới biết là cậu không còn ở trong phòng nữa. Sau đó con với bà mới cùng nhau đi kiếm. Tại sao không biết cậu lên bên phòng con gái tôi mà qua kiếm? Dạ tại hôm trước cậu có hỏi con á là sao cô Thúy không có ra gặp cậu, thì con có thưa là tại cô Thúy bị say xe, cô Thúy mệt, với cô Thúy lo là cô bị xấu, không dám gặp cậu, sợ cậu chê. Rồi cậu cũng có hỏi là phòng cô Thúy ở đâu, con cũng có chỉ cho cậu biết. Đó, chị thấy chưa? Rõ ràng là cậu Lương có chủ đích cho nên mới hỏi cặn kẽ như vậy. Con gái tôi đang bị bệnh mà chị. Lẽ ra nếu mà tôn trọng con gái tôi á, phải chờ cho đến khi nào nó khỏe hẳn rồi rồi mới mời ra nói chuyện đàng hoàng. Con đằng này đi hủy hoại thanh danh con gái tôi như vậy. Bà làm ơn nói nhỏ một chút được không? Con nghĩ là con không có làm gì để hủy hoại thanh danh hết. Cô không có nhưng mà tôi có. Cậu làm cái gì con bé tôi? Con làm chuyện động phòng, chuyện cô dâu chú rể làm trong ngày cưới. Con cởi đồ của Thúy, con leo lên. Cậu im đi! Đồ đi Thúy! Thúy ơi! Nè nè nè! Thúy! Thúy! Bình tĩnh đi con. Mũi dài thì lái chịu đòn. Cũng vì con trai tôi nó nóng lòng muốn gặp mặt vào tương lai theo lời giao ước trước đó, nên nó bồng bột làm những điều không phải. Gia đình tôi cũng có xin gặp mặt gia đình anh chị để xin kết thông gia. Tôi xin lỗi anh chị, xin lỗi cháu Thúy. Đến hiện giờ gia đình chúng tôi vẫn tôn trọng lời giao ước đó. Giao ước là cưới xin đàng hoàng chứ đâu làm ba cái chuyện bậy bạ gì hết chị. Con gái của tôi là con nhà danh giá đức hạnh mà chị. Cậu, thưa hai bác, xin hai bác đừng có trách má con nữa. Thật sự má con có ý tốt với gia đình hai bác và em Thúy, cho nên mới dẫn con tới đây. Trước lúc đi á, má con dạy dỗ căn dặn con đàng hoàng lắm, nhưng mà tại con say rượu, tuy là không nhớ chuyện gì xảy ra, nhưng mà con sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả mọi chuyện, không có để cho cuộc đời của em Thúy bị ảnh hưởng gì hết. Con sẽ cưới em Thúy làm vợ của con. Chứ thấy em Thúy khóc vậy, con chịu không có nổi. Con tôi nó đã nói như vậy, tôi xin anh chị rộng lòng mà bỏ qua cho nó. Nếu mà cậu đã biết lỗi và chịu trách nhiệm về hành động của mình á, thì chúng tôi cũng bỏ qua chuyện này với cậu. Nhưng mà từ đây cho đến ngày mà cậu rước con gái tôi về nhà cậu để làm lễ gia tiên á, thì tuyệt đối cậu không được làm tổn thương nó và làm cho nó đau khổ nữa. Cậu có biết không? Dạ, con hứa. Những lời nói của em tôi nhất định không quên. Thằng Lưu Phan này sẽ chứng minh cho em thấy tôi không phải là con đĩa. Nhất định em sẽ phải hối hận. Ba má em cũng sẽ phải hối hận vì đã đối xử tôi như vậy. Thank you.